tôi đang đứng đây chính là điểm nắm bút đầu tiên của hình chữ S trên bản đồ Việt Nam. Hai anh em mình chụp cái ảnh kỷ niệm nhé. Rồi. Rồi, đẹp rồi. Rồi ạ. Các bạn ạ, tôi và anh Giang hôm nay đang có mặt tại chợ Đồng Văn của Bình Liêu. Và các bạn hãy chờ xem nhé, chúng tôi hôm nay sẽ đi thăm chợ xem là đời sống bà con thế nào. Gặp cơn mưa và gặp lại những người phụ nữ giao thanh phán ở chợ khiến cho không khí như là hơi ấm trong ngày lạnh. Chợ Đồng Văn họp đông nhất vào thứ Bảy và chủ yếu là người giao thanh phán đi chợ này. Chị ơi, cho em 2 đĩa phở nhé. Vâng, rồi, cho em 2 đĩa phở. Chỉ cần vài phút là đã xong món phở xào, thì ra quán này chỉ bán mỗi món phở xào trong ngày chợ. Anh bao giờ mà đi lên trên đây là anh cũng phải vào đây anh thưởng thức cái món này. Đó là cái món mà sở trường mà anh rất thích. Và bà con bảo là cứ bao giờ mà đi phiên chợ là bà con cũng phải thưởng thức cái món này. Em thấy ngon nên em sao bỏ lỡ được. Em ăn thì thấy phở thì mềm mà thịt lại giòn, rau thì lại đậm vị. Ngon lắm anh ạ. Hôm nay đặc biệt đấy, anh em mình thưởng thức được ấy. Hôm nay trời mưa, không khí rất khác biệt và ăn càng ngon. Đúng là ngày mưa ở vùng cao cũng có vẻ đẹp riêng. Khi chúng ta đến với một mảnh đất mới, cảm giác mưa đôi khi hơi buồn nhưng lại khiến ta nhớ lâu hơn về vùng đất đó. Anh đưa em đến nhà cô Lý Thị Hoàng để xem cô làm cái nghề tráng bánh phở. Chính là bánh phở mà mình ăn ở. Đúng, chưa chậm. Cái nghề cô đang làm kìa, em thấy chưa? Chào cô chú ạ. Chào cô chú nha. Vâng. Cô chào các cháu. Vâng. Cối này có vẻ xây nặng cô nhỉ? Nặng, cái này bằng đá hết thôi mà cháu. Phụ nữ có xây được không cô hay là chỉ đàn ông có xây được thôi? Với phụ nữ cũng xây tốt. Cháu xin phép cháu xây thử với. Cháu xây đi. Thế này là anh vẫn cứ phải giúp rồi. Tôi có cảm giác giống như sắp sửa được tráng bánh cuốn. Chiếc cối đá này được lấy cả tảng, đục đẽo thành cối ngay trong rừng và về nhà thêm phần tay kéo. Người dân tộc Tày dùng món phở này vào dịp lễ Tết, cưới hỏi, cuối tuần lúc tụ họp. Bột này được làm từ gạo bao thai vụ mùa, cô Hoàng chủ nhà giới thiệu, loại gạo này sẽ giúp cho bánh dẻo, thơm và không quá dính. Bao nhiêu phút thì cô làm xong một mẻ? 15 phút. Đồ như này hả cô? À. Wow. Cháu cứ hộ cô chá chá. À. Kéo tay đấy nhỉ? Rồi. Quấn tròn tròn như thế là được rồi. À, thế chóng mở nhá. Bây giờ bóc, hai anh em mình cùng làm. Thì ra tráng bánh phở không khó, mà cảm nhận được độ chín tới của từng mẻ bánh, bóc bánh khỏi vài quét bột để hấp bánh mới là khó. Thì dầu đi rồi ạ. Rồi. Rồi. Bây giờ ăn thử đồ đúng không cô? Các cháu cứ thử ấy. Cháu mời cô ạ. Cháu mời cô nhá. Cháu tự nhiên nhá. Anh, miếng bánh phở mới tráng xong, dẻo thơm, nóng hổi, ăn ngay tại bếp trong không khí ngày mưa là một kỷ niệm đáng lưu lại về Bình Liêu. Anh Giang với cháu đi ăn một loại phở ngon lắm mà chế biến từ đúng phở này luôn ấy ạ. Phở xào ấy cô. Thế vâng, bây giờ cô... cũng loại phở này thôi. Vậy là món ăn của người dân tộc Tày đã kết thúc series trải nghiệm tại Quảng Ninh của chương trình S Việt Nam. Tôi đã có rất là nhiều kỷ niệm đáng nhớ ở nơi đây như là bị gậy cắp vào tay xong gặp một cơn mưa bất chợt ở Thác Khe Tiền. Và hôm nay tôi sẽ nhớ mãi chắc chắn được cái dư vị của món ăn phở xào nơi đây. Và các bạn hãy chờ xem nhé những tập tiếp theo của series của chương trình S Việt Nam. Và cảm ơn cô ạ. Khi nào lại gặp nhau nhỉ? Vâng, khi nào có cô cháu thèm phở, chúng cháu lại về với cô.